có thể làm được nhé bạn nhé. Nói vẫn nghe thấy. Thuốc lá à? Đấy. Đấy. Xin phép nhé. Ngon lành đúng không? Nhưng hút xong thì mình lại đẩy nó vào, kéo lên. Cà phê hả? Có ngay. Quá ngon. Ê, cho nó an toàn thì kéo lên các bạn ạ.